Lâm Ba Chẽ, thuộc huyện Nam Sơn, huyện Ba Chẽ là một điểm đến hấp dẫn trong hành trình du xuân của du khách. Chùa Ba Chẽ nằm trong quần thể di tích lịch sử Miếu Ông, Miếu Bà, nơi thờ tự Đức Thánh Phù Trần Tả Tướng Quân Lê Bán Đức và thờ Mẫu Thượng Ngàn. Chùa nằm ở vị trí đắc địa Sơn Thủy Hữu Tình, hướng chính điện về phía núi Cái Tăn qua sông Cửa Cái. Chùa được xây dựng trên quy mô diện tích 12 hectare với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Bằng nguồn xã hội hóa, bước đầu chùa Ba Chẽ được cung đón các pho tượng gồm Đức Phật A Di Đà được tạc bằng đá trắng nguyên khối, chiều cao trên 6 mét, nặng 30 tấn, được Đức Phật Quan Âm Thế Bồ Tát và tượng Phật các chư vị Bồ Tát. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã cử hành nghi lễ niệm cầu Phật gia hộ, dâng hoa cúng dường, xưng tán hồng danh, an vị tôn tượng Phật trong không khí tôn nghiêm thanh tịnh. Được biết Ba Chẽ là địa phương khó khăn nhất của tỉnh Quảng Ninh, với địa hình núi non trùng điệp, hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Cả huyện chưa có một ngôi chùa nào để cho đồng bào Phật tử và nhân dân đến lễ bái, tụ tập và sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Trước những nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa tâm linh và tu học của nhân dân và Phật tử tại địa phương ngày càng cao, cùng với chủ trương của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là các địa phương cần phải đưa Phật pháp đến những nơi vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Trước thực trạng đó, ban tổ chức Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã cử Đại Đức Thích Giác Đạt, ủy viên ban tổ chức Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện Ba Chẽ xúc tiến quy hoạch xây dựng chùa thờ Phật trên diện tích hơn 10 hectare tại khu di tích Miếu Ông Miếu Bà thuộc xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ. Qua hơn 6 tháng triển khai săn lấp mặt bằng và thi công xây dựng thì ngôi chùa trình thờ Phật đầu tiên của huyện Ba Chẽ đã được hoàn thành và an vị với kinh phí ban đầu là trên 2 tỷ đồng. Trong thời gian tới, ban tổ chức Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai quy hoạch và xây dựng khu chính điện trên đồi và các hạng mục công trình phụ trợ khác của dự án với tổng kinh phí dự tính trên tới gần 100 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, chùa Ba Chẽ sẽ trở thành một trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của huyện Ba Chẽ và cũng là nơi tụ tập cho các Phật tử khắp nơi và nhân dân địa phương, đồng thời là một điểm nhấn để thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến hành hương tham quan lễ Phật. Song song với đó là sẽ là khu di tích Miếu Ông Miếu Bà và các di tích lân cận khác của tỉnh Quảng Ninh.